đón cô bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HP Live. Là một đất nước nằm trong vùng khí hậu ôn đới, đón nhiều gió biển, nên Hà Lan có độ ẩm tương đối cao so với các nước vùng châu Âu. Và đặc biệt hơn nữa, trong tháng 9 này lại có những ngày nắng nóng tới 26 độ C này, quả là thật tuyệt vời. Mình đã có một ngày dạo chơi tại đô thị Lillebi và thành phố Antwerpen. Lille là một thị trấn nhỏ nằm tại đất nước Bỉ thơ mộng. Một ngôi làng nhỏ với kiến trúc cổ và cuộc sống rất là yên bình thơ mộng. Sau đó, mình tiếp tục tới thăm thành phố Antwerpen. Antwerpen quyến rũ du khách bởi biệt danh là thành phố kim cương hay còn gọi là thủ đô của kim cương. Không chỉ dùng những ánh kim cương để thu hút các du khách, Antwerpen còn chinh phục lan tỏa từ những công trình kiến trúc cổ kính. Huyền Trâm mời mọi người cùng tham quan một số địa danh đẹp của vùng Antwerpen này nhé.